Em mệt rồi, rều rã những bước chân, bờ vai mỏi, rất cần vòng tay đỡ. Cho em quên những tháng ngày nức nở, cánh môi hồng rạng rỡ nụ cười em. Mời các bạn đến với bài thơ của tác giả Ánh Trăng. Bài thơ có tựa đề Anh à. Em mệt rồi và em muốn nghỉ ngơi. Kệ ngoài kia kệ bao đời nghiệt ngã, kệ cuộc sống kiếp luân hồi vội vã. Kệ duyên phần, kệ lạnh giá mùa đông. Trái tim anh còn thương nhớ gì không? Phố thàng thơm buồn trong mùa trùi la. Ngọn heo bay vờn cành khô khát la. Giọt sương hờn lém ướt cả giấc xưa. Lối em về giờ ai sẽ đón đưa? Làn tóc rối say mềm chưa chiều ngủ, đêm len len hôn lên hàng mi ru. Đêm dịu dàng ôm ấp mộng tình nhân. Em mệt rồi, rều rã những bước chân, bờ vai mỏi rất cần vòng